Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Vào tối ngày hôm qua thì miHoYo đã chính thức gửi đến chúng ta phần quà đầu tiên trong sự kiện mừng kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi của Genshin Impact. Đây có thể coi là động thái đầu tiên của nhà phát hành nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của đông đảo cộng đồng người chơi trong khoảng thời gian vừa qua. Bỏ qua hết tất cả những lùm xùm thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em khám phá xem phần quà mà miHoYo gửi đến người chơi chúng ta có những gì. Để nhận quà cũng rất đơn giản, anh em không cần phải like, share hay gacha gì cả. Mà tất cả việc cần làm là chỉ cần vào game, vào hòm thư và nhận quà thôi. Quà thì mình đã nhận từ tối qua rồi, hôm nay mới làm video cho anh em xem được. Đầu tiên sẽ là thư cảm ơn đến từ nhà phát hành, cũng như thông báo về sự kiện lễ hội âm nhạc trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 10, sắp tới. Kèm theo đó sẽ là phần quà 400 nguyên thạch và một phong chi rực mang tên Cánh Rực Rỡ. Anh em lưu ý là ở đây chúng ta có số 1/4, tức là chúng ta sẽ còn 3 lần nhận quà sinh nhật nữa. Theo mình nghe ngóng được thì tổng phần quà có thể là từ 1.000 đến 1.600 nguyên thạch kèm với một số vật phẩm bổ sung nữa. Quá đã phải không anh em? Mình nghĩ rằng nhiều anh em ở đây cũng như mình không đòi hỏi nhà phát hành một phần quà quá lớn như những vật phẩm hoặc là nhân vật 5 sao gì đâu, mà đôi khi chỉ là một cái gì đó mang ý nghĩa để kỷ niệm sinh nhật năm đầu tiên của game, để sau này mình có cái khoe với những người chơi khác. À, đây chính là món quà kỷ niệm sinh nhật năm đầu tiên của Genshin Impact đó. Bạn có không? Nhận xét một chút về chiếc cánh rực rỡ này thì mình thấy sẽ phù hợp với các nhân vật hệ nham như Ninh Quang, Zhongli, Noel hay là Albedo hơn. Và mình hy vọng rằng trong các phần quà tiếp theo mà nhà phát hành gửi đến chúng ta sẽ có một cái danh thiếp kỷ niệm sinh nhật, thì quá tuyệt phải không các anh em? Chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi sang ngày tiếp theo để xem những phần quà đó là gì nhé. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chờ.